nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê tổng nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một trục đường mặt tiền đường nội bộ, thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nha. Tại đây thì thích hợp khách hàng mình có thể là vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, showroom, spa, shop thời trang, cơ sở giáo dục y tế cũng được luôn á. Mặt tiền phải nói là vô cùng sầm uất luôn rồi. Đường này thì là trục đường Ba Vân nha cả nhà, kết nối với đường Âu Cơ, đường Trường Chinh cũng như là đường Cộng Hòa nè, ngay trung tâm phường 14 quận Tân Bình. Nhà mình thì sát bên chợ Tân Bình, chợ Hoàng Hoa Thám luôn. Chúng ta di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Đi ra sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 7 phút di chuyển thôi nha. Đó, để gửi khách hàng mình một căn biệt thự được gia chủ thiết kế theo kiểu kiến trúc Roma nè. Mỗi thiết kế tầng cổ điển, mỗi tầng đều có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với những cái tấm phù điêu, phiêu chỉ làm điểm nhấn. Nhà mình thì toàn bộ cửa bên trên đều gia chủ mình sử dụng chất liệu bằng gỗ luôn đó. Đó, nhìn cái lớp cổng phía trước phải nói là vô cùng đẹp luôn rồi. Có hai lớp cổng ra vào, được gia chủ sử dụng là chất liệu nhôm đúc nguyên khối nha cả nhà. Đó, đẹp chưa? Và căn biệt thự hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt ba lầu. Nhà mình thì có ban công bên trên luôn á, có diện tích chiều ngang là 8m, chiều sâu là 19m nha cả nhà. Thuộc hướng chính là hướng Tây, rất là phù hợp khách hàng mình, cứ mọi là Tây tứ trạch. Cũng như các hướng là hướng Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc nè. Với công năng sử dụng bên trong nhà rờm, mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh, không gian khu vực phòng khách, phòng bếp. Bên trên lên tới 5 phòng ngủ, trong đó mình có 4 phòng ngủ master lớn luôn, kèm phòng thờ, ban công, sân thượng cũng như là bồn tắm nằm siêu to, siêu rộng luôn nè. Đó, một căn nhà mua để an cư, sinh sống và nghỉ dưỡng nha. Gia chủ mình giá cũ lúc trước kêu lên tới hơn 30 tỷ đồng á cả nhà. Nay cần tiền đóng đời đang rất là gấp luôn. Giá chỉ còn 24 tỷ 900 triệu đồng thôi. Còn bớt lọc cho cái này mình thiện chí mua nhanh nữa. Giá hiện tại đang là 24 tỷ 900 triệu đồng nha cả nhà. Hạ giá xếp sàn luôn rồi cho một căn biệt thự nè. Ngang 8, chiều sâu là 19m. Hằng Ni thì đang báo diện tích đúng trong sổ của mình luôn nha. Đó, nhìn cùng em chúng ta nhìn từ phía bên ngoài một lần nữa và bắt đầu em di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan. Ngay khu vực vị trí phải nói là quá đẹp luôn rồi. Đường trước nhà của mình thì trải nhựa nè, đường hai chiều, ba chiếc xe ô tô xe tải mình di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Kế bên nhà mình thì có văn phòng công ty, cà phê, cơ sở giáo dục y tế rất là nhiều luôn cả nhà. Vị trí này mà mình mua về kết hợp vừa ở vừa mở spa phải nói là quá tuyệt vời luôn nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Đây, cùng em chúng ta nhìn sát hơn về mặt tiền phía trước của ngôi nhà nè cả nhà. Đó, đẹp chưa? Gia chủ nhà chính chủ, nay cần tiền bán gấp, sổ hồng chính chủ mua bán công chứng trong ngày luôn. Và mình có hai lớp cửa ra vào, mỗi một lớp cửa như vậy được gia chủ mình trang bị gồm hai cánh. Cửa nhôm đúc nguyên khối nha cả nhà, cửa tự động, gia chủ chỉ cần đứng bên trong thôi. Mình bấm remote á, thì cửa sẽ tự động mở ra luôn. Và bên trong nhà của mình thì mình có một cái khoảng sân nhỏ nhỏ phía trước, chúng ta là để xe máy cũng được luôn á, hoặc là khu vực trồng cây trồng hoa. Tại đây thì chúng ta có hai lớp cửa bên trong nữa, một lớp cửa nhôm đúc nguyên khối bên ngoài, một lớp cửa gỗ bên trong nè. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực radar ô tô của gia đình mình. Mình có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe bán tải rất là thoải mái luôn. Nhà này thì gia chủ mình xây dựng ngang 8 á, cho nên lúc trước mình xây dựng á cả nhà. Mình với yếu tố là có thể là tách làm hai căn cũng được luôn nha, mình chỉ cần xây thêm một bức tường ở đây thôi, mình tách ra làm hai căn đó, cho nên là mình thiết kế hai cái không gian, là không gian phía bên tay trái của Hằng Ni là khu vực radar ô tô, tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp nè, kết hợp với đèn led âm trần. Gia chủ mình có thiết kế những cái phiêu chỉ bên trên đó cả nhà, vô cùng lung linh luôn ha. Đó, và di chuyển ra khoảng không gian khu vực thứ hai nè, là khoảng không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Tại đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Mình có một cái tấm vách ngăn riêng biệt giữa khoảng không gian khu vực radar ô tô và phòng khách nè. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn chùm, đèn led âm trần. Có đèn trần chiếu sáng đầy đủ luôn á. Mình có thờ ông thần tài thổ địa phía trước luôn á. Phong thủy quá tốt luôn ha. Đây, có một cái kệ để đồ ở đây. Thờ ông Phật Di Lạc nè, kèm tranh treo tường đầy đủ luôn. Đó, hệ thống cửa gỗ rất là xịn luôn cả nhà ơi, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Mình có hai lớp cửa để di chuyển ra bên ngoài.
Nhà này mà mình mua về tính ra là giá quá hợp lý luôn rồi, với một chục đường như vậy. Mua về mình làm 2 căn cho anh em trong gia đình, con cháu trong gia đình cũng được luôn á. Mỗi căn như vậy là ngang 4, dài 19 mét nha cả nhà. Đó, từ khoảng không gian này nè, thằng Ni sẽ di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan nha. Để lại toàn bộ nội thất cho khách hàng mình khi mua luôn. Toàn bộ hệ thống gỗ rất là xịn luôn á cả nhà. Đây kệ tủ tivi, tivi đầy đủ hết rồi. À. Và thằng Ni di chuyển vào bên trong không gian khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn để chúng ta cùng tham quan nha. Tại đây thì mình có một cái hòn non bộ nè cả nhà, khu vực tiểu cảnh, có thể là nuôi cá, hồ nuôi cá coi cũng được luôn á. Hiện tại thì gia chủ mình đang để trống, mình mua về mình thêm cá, thêm những cái cây cảnh vào mình nuôi cá nha, trồng hoa lan cũng được luôn. Khoảng này thì được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời thông thẳng lên khu vực sân thượng phía trên nè. Nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á, hoặc là chúng ta mua về mình lắp thêm cái thang máy ngay khu vực này nha cả nhà. Đó, gia chủ mình để sẵn cho mình luôn. Lắp thêm thang máy khu vực này thì cái lối ga của mình nè, lối hành lang cũng như khu vực chiếu nghỉ là mỗi tầng đều mình có cái khoảng không gian như vậy luôn á. Cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly. Phía sau khu vực cầu thang của mình là không gian khu vực toilet sử dụng tại tầng trệt, dành cho gia đình hoặc là khách khi đến chơi nhà cũng rất là thuận tiện luôn. Chúng ta có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, giá treo đồ, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và cùng hàng đi chúng ta di chuyển xuống không gian khu vực phòng bếp để tham quan nha. Đó, phòng bếp của mình nè, có bộ bàn ăn, 10 ghế, tủ để rượu, tủ trưng bày, có lắp máy lạnh riêng luôn á cả nhà. Hệ thống tủ bếp đầy đủ luôn á. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế thêm một không gian khu vực giếng trời nữa. Phía dưới thì mình có khoảng không gian khu vực để trồng cây, trồng hoa nè cả nhà. Nhưng mà hiện tại gia chủ mình đang để đồ bên dưới á. Đó, thông thẳng lên khu vực sân thượng phía trên luôn. Nhà đầy đủ ánh sáng tự nhiên vô cùng thông thoáng luôn nha. Bên trên trần của mình thì kết hợp với quạt máy xay. Nhà thì có quạt máy, máy lạnh đầy đủ hết rồi. Đó, không gian khu vực phòng bếp của mình nè. Được gia chủ thiết kế là một cái khu vực quầy bếp hình chữ U á. Mình có quầy bếp đảo luôn. Toàn bộ được chất liệu là bằng gỗ hết luôn nha. Mình có hệ thống máy hút mùi nè. Máy hút mùi Maloca luôn á. Đó, nhập khẩu châu Âu luôn nha. Kèm hệ thống bếp cũng như là khu vực bồn rửa đầy đủ luôn cả nhà. Đó, rất là xịn luôn á. Đây, hàng đi di chuyển lại gần hơn để chúng ta cùng xem nha. Đó, bên dưới gạch của mình nè, gạch bóng kính 80-80. Đa số gia chủ sử dụng là chất liệu bằng đá thôi, chứ không phải là bằng men đâu. Đó, một căn nhà thiết kế quá nét luôn. Căn này chính chủ mình xây dựng để ở, nay đang cần tiền, đang rất là gấp luôn cả nhà. Hạ giá rất là sát luôn rồi. Tìm đâu một căn thứ hai, căn biệt thự mà giá bán chỉ chưa tới 25 tỷ đồng đâu. Giá còn bất lọc cho cái thầy mình thiện chí mua nhanh nữa. Và cùng hàng ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Di chuyển nhìn ra phía trước nè cả nhà. Không gian rất là rộng luôn. Căn này mà chúng ta mua về tách làm 2 căn nhà phố với diện tích mỗi căn như vậy. Ngang 4, dài 19 mét. Mà ngay mặt tiền thuận tiện kinh doanh, mà giá bán thì tính ra là mỗi căn như vậy chỉ hơn 12 tỷ một tí thôi. Không tiền có căn thứ hai đâu cả nhà ơi. Thôi và cùng hàng ni chúng ta bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng 1 để tham quan nha. Một căn nhà kết cấu là một trệt 3 lầu với diện tích chiều ngang là 8m, chiều sâu là 19m. Căn biệt thự phố được gia chủ thiết kế theo kiến trúc Roma, kiến trúc tân cổ điển nè. Thuộc hướng chính là hướng Tây nha cả nhà. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1. Được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ master, phòng phía trước và phòng phía sau nè. Đây, phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai nè, nằm ở phía trước nha. Cái chỗ này là lúc nãy Hằng Ni nói là mình lắp cái thang máy đó, thì mình sẽ đi ra cái phần chiếu nghỉ phía ngoài này nè. Đó. Và em di chuyển không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía trước để chúng ta cùng tham quan. Đây, phòng ngủ của gia đình mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có tủ quần áo siêu to, siêu rộng luôn nè. Kèm ban công chỗ ra phía trước nha, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Cũng như là bên trên trần của mình đó là trần chìm giật cấp nè, kết hợp với đèn trần chiếu sáng và toilet sử dụng riêng tại đây luôn. Đây, không gian khu vực toilet nè cả nhà. Mình có bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, ô cửa sổ, chỗ khu vực giếng trời á, nhà tới 3 cái giếng trời lận, rất là thông thoáng luôn ha. Đó, toilet quá rộng luôn. Tại đây thì gia chủ mình có thiết kế một cái tấm vách ngăn nè cả nhà, đi ra khoảng không gian khu vực phòng ngủ, giường ngủ bên này nha. Đó, giường ngủ cũng rất là to luôn á.
có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn trần chiếu sáng, quạt máy xay nè, hằng đi chưa có bật hết đèn đâu, nhưng mà nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á, nhờ cái khoảng không gian khu vực kiến trời á cả nhà. Bên dưới sàn của mình là lót sàn gỗ nè, quá sang quá xịn luôn. Đây cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng thứ hai, nằm ở phía trước để tham quan. Cả nhà, nằm ở phía sau để tham quan tiếp tục nha. Đó, hiện tại thì gia chủ mình đang dành phòng này làm phòng chơi cho em bé. Đó. Nhà chính chủ mình đang ở nha cả nhà, cho nên là đa số toàn bộ nội thất bên trong nhà đều xây dựng là từ chủ nhà hết, rất là cao cấp cũng như là rất là xịn luôn. Có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà mình sinh sống và an cư á, còn bảo hành luôn nha. Đó, chúng ta có tủ để đồ đầy đủ luôn nè, bên trên trần của mình trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần á. Và ngay phòng này thì mình có một cái toilet sử dụng tại đây luôn. Không gian khu vực toilet của mình nè cả nhà. Để hàng đi mở ra chúng ta cùng xem nha. Rất là to luôn á. Vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi đầy đủ hết luôn á. Đây ô cửa chỗ cái khu vực giếng trời nè. Toilet nào cũng có giếng trời hết. Phòng thì rất là thoáng luôn, có khu vực cửa để chỗ cái giếng trời luôn cả nhà. Rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Đó, phòng trước, phòng sau, hai phòng lớn luôn. Nhà này mà chúng ta mua về mình đầu tư cho thuê có thu nhập hàng tháng á, hoặc là mình thiết kế lại thì được rất là nhiều phòng luôn cả nhà. Ở đây được 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng luôn. Thay vì mình làm 2 phòng master thì mình làm 4 phòng cũng rất là hợp lý luôn ha. Đó, đây là bức tường của mình nè. Gia chủ mình ốp những cái viên đá nhìn rất là nét luôn. Một căn nhà chính chủ á cả nhà ơi. Và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Không gian khu vực tầng thứ 2 nè. Còn 2 tầng nữa, tầng thứ 2, tầng thứ 3 nữa. Quý khách hàng mình nhớ đón xem đến cuối video nha. Để mình xem rõ hơn về ngôi nhà. Căn này phải nói là quá đẹp mà giá bán cũng rất là hợp lý luôn cả nhà. Ngay trung tâm kế bên khu vực bào cát, cũng như là khu vực bào cát thì mình tập trung rất là nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế rồi. Đây, mình có không gian khu vực phòng thứ 3 nằm tại lầu 2 nè, giống y chang tầng bên dưới luôn, cũng là phòng ngủ master nằm ở phía trước á. Ở đây thì gia chủ mình không có làm cái vách ngăn ở đây, cho nên nhìn không gian phòng siêu to luôn ha. Có giường ngủ nè, hệ tủ táp đầu giường, rèm màn cửa, cũng như là cửa gỗ đi di chuyển ra bên ngoài ban công. Đó, máy lạnh đầy đủ luôn, hệ thống tủ nè, full trần luôn á. Rất là to, rất là rộng luôn. Đây, ở bên này thì gia chủ mình lót sàn gỗ nha, bên kia thì lót gạch đó cả nhà. Quá nét luôn ha. Đó, đẹp chưa. Và toilet sử dụng riêng cho căn nhà này luôn. Toilet nè, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà vi bán tốt nhất. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì alo cho Hằng Ni. Em sẽ hỗ trợ khách hàng mình tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ 4 nè cả nhà. Nằm tại lầu 2 á. Nhà mà góc nào cũng đẹp hết á. Đó, nhìn thông thẳng lên phía trên nè. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Nhà này mà có cúp điện á thì em thấy là rất là đầy đủ ánh sáng luôn cả nhà. Nhờ cái khoảng không gian giếng trời nè, giếng trời nằm ở giữa nhà, rồi giếng trời ở bên cuối nhà, rồi giếng trời cầu thang nữa. Cho nên là đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha, không khí rất là đối lưu luôn á. Tuy nhà mình là hướng Tây, nhưng mà em quen quay vào một buổi trưa cũng hơn 3 giờ mà thấy không có nắng, bước vào nhà cũng rất là mát luôn á. Không gian khu vực phòng ngủ thứ 4 nè, nằm ở phía sau. Đó, mình có đầy đủ luôn rồi, máy lạnh, giường ngủ, tủ quần áo âm tường, rèm màn cửa, khu vực giếng trời nằm ở cuối nhà, lúc nãy Hằng Ni có quay tại tầng trệt đó cả nhà. Gia chủ sử dụng là cửa nhôm Sinfa nè, mở ra mở vào ha. À, không gian rất là tuyệt vời và sang trọng luôn. Căn này chính chủ mình đang rất là ngọt luôn rồi, hạ giá sát sàn luôn cả nhà, chỉ còn 24.900.000 đồng thôi, tủ quần áo của mình nè. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ An Cường nha, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Và không gian khu vực toilet của mình, đây toilet đây, lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đầy đủ hết rồi, gạch ốp phun trần luôn. Cái cửa mình thiết kế cũng rất là xịn luôn ha.
và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha cả nhà. Không gian khu vực tầng thứ 3 nè. Đó, quá sen luôn ha. Đây, cùng em chúng ta di chuyển lên bên trên phòng ngủ thứ 5, bồn tắm nằm cũng như là phòng thờ của gia đình mình. Căn nhà này gia chủ mình đang rất là gấp luôn. Còn giá là 24 tỷ 900 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn bất lập cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Không gian khu vực lầu 3 là lầu cuối cùng rồi. Gia chủ mình có thiết kế một cái ô cửa giếng trời nè. Đó, bên trên đó ha. Chỗ thẳng là khu vực cầu thang luôn. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Đây, em di chuyển để chúng ta cùng tham quan. Mình có phòng ngủ thứ 5. Có toilet sử dụng luôn, đầy đủ hết rồi. Đây, toilet nè. Bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, giá treo đồ, gạch ốp phun trần luôn. Phía này là cái khoảng không gian giếng trời đó cả nhà. Và phòng ngủ thứ 5 đây, mình cũng có đầy đủ luôn. Giường ngủ hay tủ tắp đầu giường, tủ quần áo, máy lạnh, kẹp quạt, máy trần bên trên nè, trần chìm vượt cấp nha. Ô cửa giếng trời nè, đó. Đây. Và di chuyển ra không gian khu vực phòng phía trước á, thì được gia chủ mình thiết kế phòng thờ ông bà tổ tiên. Đây, gia chủ mình đang thờ Phật Mẹ Quan Âm nè cả nhà. Hệ thống full đồ gỗ rất là xịn luôn á, bên dưới cũng lót sàn gỗ luôn. Đây, cái lớp cửa ra vào nè. Nhà đầu tư dùng để ở cho nên toàn là nội thất tâm huyết không thôi. Đó, phía trước thì mình có khu vực trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn. Khu vực giặt sấy, khu vực sân phơi. Gia chủ mình thì có trồng cây xanh phía trước nè cả nhà. Hệ thống cây xanh á, quá tuyệt vời luôn ha. Một căn nhà đầy đủ ánh sáng xanh luôn nè. Bên trên là ô cửa giếng trời, có những cái khung sắt bảo vệ rất là kiên cố luôn rồi. Đó, trồng cây xanh vàng hoa leo đầy đủ luôn á. Có một cái cây lớn ở đây luôn nè. Cây này chắc cây này cây gì không biết nữa. Đó, quá tuyệt vời luôn. Để lại toàn bộ nội thất của khách hàng mình khi mua. Căn này chúng ta mua về an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ở nhà của mình nha cả nhà. Và từ khoảng không gian này mình nhìn vào phía trong nè, mình có khu vực bồn tắm nằm, phòng tập thể dục thể thao đầy đủ luôn á, có máy chạy bộ nè. Gia chủ thì bên trên á thiết kế ô cửa giếng trời, mình có cái máy kéo che, kéo qua kéo lại luôn á. Đó. Đây, bên dưới thì mình lót thảm nha. Một căn nhà mua về chỉ có an cư sinh sống và nghỉ dưỡng thôi. Có bồn tắm sục tại đây luôn. Bồn tắm sục trên sân thượng. Mình nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. À, và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Và đón xem full video. Sorry cả nhà. Và mình quan tâm căn nhà này thì hãy alo cho em. Với giá bán gia chủ đang rao là 24 tỷ 900 triệu đồng. Còn bất lập cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Với một căn biệt thự một trệt ba lầu, nhà được gia chủ mình trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài đầy đủ hết rồi. Diện tích là ngang 8 dài 19 m, thuộc hướng chính hướng tây. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radio ô tô, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên gồm 5 phòng ngủ, trong đó mình có 4 phòng ngủ master rất là to luôn, kèm phòng tập thể dục thể thao nè, cũng như là khu vực bồn tắm nằm. Và mình có sân thượng dùng để trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn á. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn ưu ái và đón xem ủng hộ video của em. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy nhớ alo cho em nha. Và hãy nhớ đón xem video tiếp theo ủng hộ cho Hằng Ni. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.